Tôi muốn nằm ngửa. Việt Nam muôn Nam. Phó Đức Chính sinh năm 1907, mất năm 1930, quê ở Đa Ngưu, Văn Giang, Hưng Yên. Ngay khi đang học tập tại trường cao đẳng công chính, ông đã sớm tham gia Nam Đồng Thư Xã và trở thành một trong những sáng lập viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cánh tay phải của Nguyễn Thái Học. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng Phó Đức Chính đã sớm dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng. Ủa, cháu vẫn chưa đi học à? Dạ, hôm nay cháu ghé qua nhà sách rồi mới tới trường ạ. Có phải cháu lại tới Nam Đồng Thư Xã không? Dạ, đúng là nhà sách đó. Chú nghe nói chỗ này xuất bản nhiều cuốn sách mới, bị chính quyền để ý, đó là một nơi nguy hiểm. Cháu lớn rồi, tự có suy nghĩ của riêng mình, nhưng... Chú yên tâm, cháu không sợ, cháu biết mình đang làm gì mà. Chú biết cháu là đứa chính trực, dũng cảm hơn người. Chú cũng biết rõ cháu có lòng căm thù chính quyền đô hộ như thế nào, nhưng việc này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Chú à, thời buổi mất nước, những người trẻ như chúng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn. Nay cháu gặp được những người bạn, những người anh tài giỏi, có chung chí hướng. Cháu tin chúng cháu có thể cùng nhau làm việc lớn. Chú không cần phải lo lắng quá đâu. Chú chẳng thể ngăn cháu được. Hãy nhớ cẩn thận. Dạ, thưa chú. Các anh à, tôi phải sang Lào làm tham tá công chính. Có lẽ ít ngày nữa là tôi phải đi rồi. Pháp cử anh đi sang Lào à? Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập chưa bao lâu mà tôi lại phải đi xa. Nhưng mà tôi thiết nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để ta mở rộng đảng. Ở bên đó tôi sẽ cố gắng xây dựng cơ sở cho đảng ta. Anh nói phải. Đây là cơ hội cho ta hoạt động ở nước ngoài. Tuy nhiên anh cũng phải thật cẩn thận, tránh để Pháp nghi ngờ. Tôi hiểu, tôi sẽ cẩn trọng. Lần này tôi đi ở trong nước phải trông cậy hết vào các anh. Anh yên tâm, Việt Nam Quốc Dân Đảng còn có chúng tôi. Anh chỉ cần làm tốt công việc của mình và giữ liên lạc với chúng tôi. Việc trao đổi thông tin là rất cần thiết. Hãy, anh cứ yên tâm. Anh Chính, anh có thư. Có tin tức từ anh Học rồi à? Không ngờ vụ ám sát Basin lại gây hậu quả lớn đến thế. Trong hàng ngũ đảng có kẻ phản bội làm nội gián. Chúng đã khai ra những người làm chủ chốt. Nay Pháp không ngừng truy bắt anh em ta khắp nơi. E là chúng cũng đã đánh hơi thấy tôi rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Tạm thời cứ án binh bất động một thời gian để xem tình hình như thế nào đã. Trong nước đảng viên bị bắt càng ngày càng nhiều. Nếu manh động thì sẽ bị Pháp phát hiện ra ngay. Mà anh có tin tức gì về anh Học, anh Nhu không? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi đồ rằng các anh ấy vẫn an toàn. Nếu Pháp bắt được các anh ấy thì chắc chắn đã có tin trên báo rồi. Đến nay vẫn chưa có gì. Có lẽ họ vẫn thoát. Vậy thì tốt. Các anh ấy là trụ cột của đảng ta. Nếu rơi vào tay Pháp thì Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ nguy mất. Theo tôi thấy, tình hình bây giờ rất khó khăn. Những người chưa bị bắt đều đã ẩn trốn rồi. Liệu chúng ta có cơ hội không? Còn nước còn tác, còn người còn đảng. Đợi mọi việc lắng xuống, chúng ta sẽ tìm cách bắt liên lạc với đảng. Năm 1928, sau khi làm việc tại Lào một thời gian, Phó Đức Chính bị điều về nước. Năm 1929, sau cuộc ám sát Trùng Phú Mộ Ba Danh, Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp khủng bố ở khắp mọi nơi. Phó Đức Chính cũng như các thành viên khác trong đảng tản ra để hoạt động tiếp. Ông là một trong những thành viên chủ chốt tham gia chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. Trong thời gian hoạt động với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Lập pháp và Giám sát của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Phó Đức Chính tham gia nhiều công tác quan trọng, tìm nguồn tài chính cho đảng. Tháng 8 năm 1929, ông và một số đồng chí bị Pháp bắt khi liên lạc với đảng, tuy nhiên lại được thả do không đủ chứng cớ. Sau đó ít lâu, do có sự phản bội, ông đã bị mật thám Pháp vây bắt. Dù việc cơ sở sản xuất vũ khí của chúng ta phát nổ vừa rồi gây ảnh hưởng rất lớn, chúng ta không chỉ bị thiệt hại về tiền bạc mà còn chết người. Pháp đang tăng cường sục sạo. Ta đã quyết định tổng khởi nghĩa, không thành công cũng thành nhân. Dù có khó khăn thế nào thì cũng phải nhớ, mục tiêu của chúng ta chính là cuộc tổng khởi nghĩa vào đầu năm sau. Chúng ta vẫn sẽ tổ chức khởi nghĩa ở các nơi và cùng lúc đánh vào các đô thị lớn là những trung tâm quân sự của Pháp. Vấn đề vũ khí chúng ta không có nhiều, chỉ có một phần do các cơ sở của đảng chế tạo, phần còn lại phải cướp từ tay giặc. Tôi sẽ cố gắng tìm cách tăng nguồn tài chính cho đảng.
đồng thời tăng cường tuyên truyền, kêu gọi thêm nhân lực. Được. Các anh, các anh, mật thám đã phát hiện ra chỗ này rồi. Bọn chúng đã chuẩn bị qua sông. Các anh nhanh trốn đi. Sao chúng lại biết? Lẽ nào trong chúng ta có kẻ phản bội? Nè, các anh nhanh tản ra, đổi quần áo rồi lẻn ra ngoài đồng. Trước sự khủng bố của Pháp, Việt Nam Quốc Dân Đảng quyết định tổng khởi nghĩa sớm. Phó Đức Chính được giao nhiệm vụ đánh đồn Thông Sơn Tây. Đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10 tháng 2 năm 1930, các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng phục sẵn bên ngoài đồn Thông chờ nội ứng để phối hợp hành động. Mọi người bình tĩnh, chờ xem có phải là nội ứng của ta nổ súng không đã. Anh Chính, có tình báo kế hoạch của ta bị lộ rồi. Quân nội ứng bên trong bị bắt cả rồi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chờ thêm một chút nữa. Đêm ngày 9 sáng ngày 10 tháng 2 năm 1930, khởi nghĩa Yên Bái nổ ra. Ban đầu quân khởi nghĩa chiếm được một số trại lính. Tuy nhiên quân Pháp nhanh chóng tổ chức phản công, đẩy nghĩa quân vào thế tan rã. Cuộc tấn công đồn Chùa Thông của Phó Đức Chính cũng không giành được thắng lợi. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thất bại và bị Pháp đàn áp dã man. Cứ nghĩ trong một đêm, chúng ta có thể giết sạch quân thù, chiếm được Yên Bái để kéo về hợp lực với đạo quân Hưng Quá, tiến đánh Sơn Tây. Trận chiến ở Yên Bái tuy thất bại, nhưng chúng ta không thể chịu chết được. Nay có các đồng chí ở Yên Bái đã thoát được vòng dây, chúng ta phải lập tức liên lạc với các anh em, thu thập lực lượng còn lại, hạ thành Sơn Tây đúng như kế hoạch của đảng. Bây giờ chúng ta đang ở thế rất là bất lợi. Hôm qua bao nhiêu bom đạn để ở Quảng Húc đều bị bọn Pháp tìm được rồi. Phải làm thế nào đây? Trong đây, bỏ lên, nào, bỏ lên đi. Kìa, chúng chính là người của Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, bắt chúng đi. Ông bị bắt ngày 15 tháng 2 năm 1930 và bị đưa về giam giữ tại Hà Nội. Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu, Đoàn Trần Nghiệp và hàng trăm đảng viên của đảng bị Pháp bắt. Hầu hết các yếu nhân của đảng đều bị kết án tử hình. Tôi muốn nằm ngửa. Việt Nam muôn năm! Rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930, Phó Đức Chính cùng lãnh tụ Nguyễn Thái Học và 11 chiến sĩ khác bước lên đoạn đầu đài tại Pháp trường Yên Bái. Lúc đó ông mới 23 tuổi, là người trẻ nhất và cũng là người từ chối ký vào đơn xin chống án. Lòng yêu nước, chí khí anh dũng bất khuất của Phó Đức Chính và các đồng chí của ông để lại tấm gương sáng, một nét son trong những trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20.